Thằng em trai tao dở gái. Nhưng mà nó biết là thằng nào đâu. Bây giờ con đăng lên cái thằng đấy nó không biết mày là thằng nào hết. Thằng em trai tao giả gái. Đi lừa dai, xong dai nó vừa chuyển tiền cho. Tao không dám đọc số tài khoản, gửi số tài khoản của tao. Bảo là chị họ em, xong rồi buồn cười. Giả làm con gái nhắn tin với trai lạ, cậu bé được đối phương chuyển tiền cho và cái kết. Ôi trời ơi. Mới đây, một đoạn clip viral ở trên TikTok đã làm nhiều người phải đề cao cảnh giác khi làm quen với người lạ qua mạng xã hội. Bởi ở trên thế giới ảo này, giả hành tôn, tôn hành giả, không biết đường nào mà lần. Nhất là những anh trai có hiếu với gái, thường xuyên chuyển tiền cho đối phương trong khi chưa gặp mặt lần nào, thậm chí chưa chắc chắn bên kia là nam hay là nữ. Theo đó, người chị gái đã vạch trần câu chuyện chấn động của cậu em trai nhà mình khi ông cụ non này đã giả làm nữ giới và nhắn tin qua lại với một anh trai ở trên mạng xã hội. Có lẽ vì thích thầm cô bé qua màn hình điện thoại, thanh niên bên kia đã chủ động có hiếu với gái, xin số tài khoản để chuyển tiền cho. Trong khi đó, cậu bé này cũng tinh ý không kém khi lấy số tài khoản của chị gái để giúp trót lọt phi vụ thế kỷ này. Thằng em trai tao giả gái. Nhưng mà nó biết là thằng nào đâu. Bây giờ con đăng lên cái thằng đấy nó không biết mày là thằng nào hết. Thằng em trai tao giả gái. Đi lừa dai, xong dai nó vừa chuyển tiền cho. Tao không dám đọc số tài khoản, gửi số tài khoản của tao. Bảo là chị họ em, xong rồi buồn cười. Theo như người chị gái kể lại, sau khi nhận được tiền, cô đã chuyển trả lại cho thanh niên ở bên kia. Dẫu vậy nhưng cho đến nay, thanh niên có hiếu với gái ấy vẫn chưa biết người mà lâu nay mình nhắn tin anh em ngọt xớt lại là một cậu bé giả danh. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Tin Nhanh 3 phút. Nhớ nhấn đăng ký kênh để cập nhật thêm nhiều tin mới mỗi ngày nhé.